chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú mình cưa cái cây bàng siêu to khổng lồ nha các bạn. Ở đây dướng dây điện chú mình mượn cái thằng để bắt lưu lên. Siêu nhánh luôn nha các bạn. Leo lên cái thang cho nó qua khỏi cổng dây wifi này nè. Cây này lớn lắm các bạn. Rồi chú mình leo lên nè. Rồi chú mình móc dây đai an toàn rồi đó các bạn ơi. Để chuẩn bị cưa mấy cái nhánh dưới này trước nha. Mấy cái gì giác cái gì hàng thông đồ nhiều lắm các bạn. Chúng mình tắt máy để leo lên tiếp. Chúng mình nó quá khủng cái cây này luôn. Rồi chúng mình thắt dây an toàn lại đó.
đánh nè. Chánh đi lon dây treo các bạn ơi. Ở phía bên cái nhà này dây điện không à. Rồi chúng mình leo ra nè. Đi ra thuốc ngoài kia luôn. Ra đó đây cục dây nha. Rồi chúng mình leo vô trong này. Gịch cùng dây cho thẳng nha các bạn. Rồi chúng mình đứng chú mình cười kẻ hàng đó, đã đăng ký lên chuồng ủng hộ mình cây nào mà có cây nào mà siêu khủng siêu to siêu khó vậy đó cần cưa hạ thì hãy liên hệ chú nha, cứ điện thoại chú mình đây rồi để em zoom lên. Chúng mình sang cái công dây để ra treo dây quá. Treo cái nhánh này nữa. Tốt ngoài này luôn. Chú mình đang cuộc dây các bạn. Rồi, giờ chú mình leo vô. Rồi, chú mình ở trên đó bắt đầu chuẩn bị cưa nha các bạn. Rồi,
cái dưới này các bạn, chú mình xuống dưới này cắt dưới. Rồi chúng mình mở dây đó, thả nhánh xuống các bạn ơi, xuống rồi. Để mình lên mở dây nha. Rồi mấy cái nhánh bên dây điện chúng mình đã cắt xử lý xong rồi đó các bạn ơi, giờ chúng mình leo xuống nha. Xuống tới dưới này tiếp dọn chú mấy cái nhánh này để lát chú cưa gốc luôn các bạn. Rồi chú mình sạn cưa siêu to này nghe các bạn, quá gì nhỏ quay lên các bạn, đóng bên giúp nhà nó nghiêng qua đây.
cưa lâu lắm.
đây một cái nữa các bạn. Hết xăng rồi. Hết xăng rồi. Ở mấy chạch này nè chú ơi, cái mấy chạch đó đó. Quá cứng luôn cây bàn này, cây bàn đá. Để mình lại mình quay cây bàn như bàn chim đẹp lắm các bạn ơi. Chắc gà. Dạ. Quá khứ luôn. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Mình cắt tiếp chú cái cây này cho nó gọn, cho chủ nhà dễ dọn dẹp.